Muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn gì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cảm tình là được. Về lại có công việc, thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm. Em à, hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình mà ngày hôm nay ngay tại đây giờ phút này chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành em đến suốt cuộc đời. Tên là Nguyễn Văn Cường, năm nay 32 tuổi, em đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cường làm gì? Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đoán được em là người gì? Anh Linh có thấy những từ khóa trong bài thơ em? Giáo viên hả? Dạ, đúng rồi anh Linh à. Em là giáo viên toán lý, đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ. Thôi vậy hay rồi đó. Dạ. Vô đề hay đó. Dạ. Hai bạn này cùng tuổi, em thấy hay không? Dạ có. Hay mà ha. Dễ thương đó. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập. Em sống thì vào tình cảm và em rất là yêu thương động vật đó. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À, chó có cả chục con nghe. Mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ, em thì em cũng hay quên lắm ạ. Nhiều khi đi ngoài đường á, có người chào em á, thì nhiều khi em nhận ra họ. Đến khi mà họ gặp em, họ chào lần thứ ba luôn, xong em mới nhận nhỏ rồi, hình như là mình có biết người này. Vậy nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào, họ là ai luôn. Là hay quên hay đặng trí chút xíu thôi. Khi là thấy tuổi thân dễ sợ. Phụ nữ hay nói người yêu chưa có, nhưng chó em có rồi. Chó có cả chục con. Bởi vì mới khổ. Vậy sẵn luôn mình nói về người yêu đi. Thiệt. Mình được, mình đã có mấy người yêu. Thật ra thì em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Thì thật ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm. Tại vì trước đây á, thì em tập trung vào trong cái vấn đề công việc và gia đình quá nhiều đi. Cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá. Thì có lẽ là mình đã bỏ lỡ qua quá nhiều cơ hội rồi. Thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch kép hoàn hảo cho mình. Để mình có thể, hai bên có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong cái mối quan hệ. Hai mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi. Thì mối tình đầu tiên của em thì cũng lâu rồi chị. Cách đây cũng khoảng 6-7 năm về trước rồi. Còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng 1 năm thôi. Tụi em thì quen nhau cũng được gần 1 năm. Nhưng mà tại vì tính cách của em thì em cũng khá là trầm tính, ít nói. Bạn ấy thì cũng giống giống như em, cho nên là có thể là hai bạn không chưa có biết cách để giải bày tâm tư với nhau nhiều hơn, cho nên là mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó. Đó là mời nhà trai ạ. Dạ, về ưu điểm của em á thì tính em dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất là trung thực. Còn về điểm yếu thì em cũng ít nói, với lại có nhiều khi đôi khi mình làm việc quá nhiều đi, nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống. Nên đến em thấy rằng là có lẽ do cũng cô đơn quá, nên là mình cứ lao công việc nhiều quá. Đã. Nên bây giờ là quyết định đến chương trình này, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để mà không còn cô đơn nữa, cuộc sống em mới cân bằng một cách trọn vẹn. Dễ thương. Hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á. Dạ, nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi. Dạ, từ xưa đến giờ em đã chưa mối tình nào. Chưa mối tình dạ, nào? Chưa có. Thầy giáo người ta chưa có mối tình dạ, nào? Thầy. Dạ. Thầy chưa có mối tình nào luôn á hả? Chưa, nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Dạ. Lúc mà sinh viên thì em tính lúc đó nó quá nhát đi. Không được như bây giờ, mạnh dạn như bây giờ. Hồi xưa em quá nhát. À, cũng tạo áp lực dạ. cho nhà gái tôi ghê chứ.
Nói chung á là em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó. Nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao? Đó, nghe chưa? Dạ, thầy, dạ. Cô thích người chủ động. Bây giờ ta chủ động được rồi nè. Thì đó, dạ. Chút xíu thầy phải chủ động nghe chưa? Dạ, yên tâm. Dạ, yên tâm. Dạ. Không, không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu chị. Dạ, chưa chắc. Vậy là bây giờ thầy nói luôn đi, thầy mong muốn cái một nửa của mình sẽ như thế nào? Thầy tưởng tượng, thầy ước mơ làm sao nè? Dạ, em muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn gì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cảm tình là được. Vì lại có công việc, thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm quá. Tính cách thế thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm. Phải biết tự giác, tự ý thức á. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiến xa được á, ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm chứ không cần phải đợi vợ nhắc. Chào con gái. Dạ em chào anh. Em nói thích người không mập quá, không ốm quá hả? Dạ. Ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính nhìn ống kính đi, tại sao cứ phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ ví dụ nhà trai hơi mập mập chút được không? Dạ, trả lời đi cưng, trả đó, lời tôi hỏi cho... tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái đó. Trả lời nhìn qua đi. Kia mà ông Dân bà chửi được. Dạ, không? Dạ, mập mập xíu cũng được, nhưng mà không phải là mập quá, béo béo quá. Quan trọng là mình có sức khỏe là được ha. Dạ. Bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em không thích bạn nam hút thuốc. Tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá. Thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm, cởi mở. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em đeo kính cận. Em thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em. Ai có kiến em sao? Thầy có cận không thầy? Không, thì em không cận. À thầy không cận. Không cận. Lấy kiến đeo vô. Lấy kính mát đây cũng được. Kính mát đây cũng được. Em cũng không có yêu cầu nhiều lắm về cái ngoại hình lắm. Chủ yếu là tính cách của bạn có hòa hợp được với tính cách của đúng em rồi. Hay không. Em đi với ai vậy? Đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em. Nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được. Thì trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là con gái đến chương trình thì cố gắng làm dở con rể về cho mẹ. Thôi coi như chị đại diện cho gia đình bên nhà gái nha. Ok. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với mẹ, chị dâu và thầy Minh, đồng nghiệp của em. À, mẹ, chị dâu, thầy Minh đó ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi. Thì đến đây chị để tìm dâu. Cháu này cũng được, thôi hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Dạ, đó mẹ đơn giản, xúc tích vậy đó. Thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi. Đó. Mẹ thấy được rồi đó. Rồi, xin mời thầy Minh. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào thầy. Dạ, chào bạn nữ và các nhà gái. Anh muốn nói về... em Cường là một người đồng nghiệp, cũng là một người em. Thì trong công việc thì cũng rất là nhiệt tình, song sáo và sống rất là tình cảm, do cũng quá hiền từ đi. Thì em nghĩ hôm nay hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên, một cái cơ hội. Anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết. Em Cường sẽ vì quá là nhút nhát, rụt rè. Thì mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho Cường mà hai đứa có thể hạnh phúc hơn trong cái tương lai. Anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nhưng buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng em những quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Em thì rất thích là xương rồng, bởi vì trong bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng muốn luôn mạnh mẽ vươn lên. Dạ. Rồi em mở quà đi của thầy đi, coi là thầy tặng cái gì. Chai nước hoa, phải không anh? Thì ở đây hy vọng là cái mùa này nó đặc trưng. Khi em sử dụng nó, em sẽ ngớ lấy người tặng. Dạ. Mùa đặc trưng. Chúng ta có thể trao đổi về cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Qua cuộc trò chuyện của anh Hùng Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau. Thì em cảm nhận về anh như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo, thì
em nghĩ là đúng chuẩn của thầy giáo luôn rồi. Hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt và thế là anh cảm thấy em thế nào? Thì giờ trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em á, nó cũng giống 80% gì là tưởng tượng. Cô gái xinh xắn dễ thương. Cảm ơn. Mịn màng chống chẻo. Công việc của em bên nhân sự, của lý nhân sự đó, mình làm giờ hành chính không em? Em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ. Tất cả các vấn đề liên quan về công lương, tuyển dụng, chế độ phúc lợi. Vậy là chắc mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ bảy, nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều. Thứ bảy thì em làm tuần nghỉ. Chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò. Rồi bây giờ thầy giáo có thể biểu diễn một cái tiết mục đó cho cô giáo với cho em gái xem nè. Đeo mắt kiến kêu ta cô giáo luôn. Đến chương trình này em có cái chuẩn bị một ca khúc. Cái tên của bài hát này nó cũng có ý nghĩa. Đó là chính nơi đây là nơi tình yêu sẽ bắt đầu. Ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để dẫn lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông này một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Thầy giáo hát rất là thoải mái. Bên nhà gái mình có hát đáp lại không? Em thì hát không có hay lắm. Kể được em ơi, quan trọng là hát ấn tượng thôi. Bữa nào mời thầy giáo về nhà anh hát một bữa. Dạ em cũng xin hát một đoạn ngắn là: vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ, một lần gặp gỡ đã ngỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai, nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Bây giờ thầy giáo có thể nói với tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình mà ngày hôm nay ngay tại đây giờ phút này chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một thế giới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành em đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Ok, để tay mình rút bấm đi. Để tay nút bấm đi. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng thầy giáo nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau, để nắm chặt tay nhau nha. Dạ, thưa hai bác. Xin bác cho con với Hằng được chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò, tìm hiểu. Và hai bác cứ yên tâm, những gì lúc nãy con nói là chắc chắn thật 100%, là uy tín của con. Rồi. Những gì con nói con sẽ làm được. Hai bác yên tâm. Hai bác ở nhà yên tâm nha. Sẵn vậy xin phép hai bác đi cho hung lên má em Hằng nha. Dạ, con xin phép hai bác được hung em Hằng. Dạ. Hay quá. Thầy giáo chưa yêu lần nào nha. Thầy rất là mạnh dạn nha. Đúng rồi, thầy rất là tự tin luôn đó. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện.